Dù Việt không có bản hiệu, cái sạp này Dù Việt sang người ta. Mấy đứa lính nó biết Dù Việt đó là nói bà Tám Việt ăn biết. 17 năm, 17 món. Người ta nói ăn giống như ở nhà vậy đó. Bán cơm thì nó có đây có nhiều món. Đây là cá hú kho tiêu nè, ruột heo khó nấu cải chua, ba rọi chiên, đùi gà chiên, mực xào sa tế, sườn non kho thơm, cá vàng kho tiêu, tép răm thịt, heo quay tươi, khô cá ba sa, cá hường muối sả ớt, gà kho sả, cá sặc chiên tươi mắm xòi, hủ hoa hồng, bò xào đậu que, sườn ram, thịt kho hộp vịt. Rồi nó thích ăn ba rọi chiên đó, nãy giờ con thấy không, tới ai cũng đòi ăn ba rọi chiên. Khách dẫn ai ăn thì người cũng tính thêm cơm, cứ ăn thoải mái. Ăn rồi đừng có bỏ uổng, cứ ăn hết là được rồi. Tám Quyệt ở đây là người chợ lớn mà ở ngoài Phan Văn Khỏe, nó là cầm cuối đuôi là Trần Bình á, Trần Bình Phan Văn Khỏe 17 năm, nhưng mà chị vô sập này mới có mấy năm thôi, lúc kia là sách gồng mên đi á. Bán sáng thì dì có bán đồ ăn sáng, là 7 giờ rưỡi là dì có đồ ăn rồi, tới tầm khoảng 1-2 giờ là đã hết rồi, nhưng mà ai ăn trứng chiên đồ thì dì được chiên thêm vậy thôi, rồi tới cửa, vậy, tới tầm đó. Bán cơm thì nó có đây có nhiều món, đây là cá hú kho tiêu nè, cái này là cá hú kho tiêu, cái này là ruột heo phá nấu cải chua, ba rọi chiên, đùi gà chiên, mực xào sa tế, sườn non kho thơm, cá vàng kho tiêu, tép răm thịt, heo quay tươi, khô cá ba sa, cá hường muối sả ớt, gà kho sả, cá sặc chiên tươi mắm xòi, hủ hoa hồng, bò xào đậu que, sườn ram, thịt kho hộp vịt là 17 món. Ngày nào cũng 17 món á. Nó vừa tầm đó à em, vừa việc bán lính nhiều lắm. Như là mấy đứa này là lính là nó tới nó ăn gì đó. Ừ. Lính là 30. Của chợ. Của chợ khi tới giờ bắt đầu nó ăn, tới giờ mà được đi ăn á là nó tới nó ăn đúng thôi. Có đứa nó không đi ăn thì nó khi mình bắt gầu mên, bắt gầu mên cho nó đi ăn. Lính dự định không á, lính thứ dữ không á, còn là con với cháu không à. Đó đi nghĩa vụ năm mấy quay về đó, về phép mấy ngày ghé ăn. Tình cả. Lính ăn thì 30, khách giảng lai là 35. 30, 35. Tăng đặt là ngày 20 mấy phần. Mình muốn cho ăn gì cho? Canh là chưa vậy? Canh em niêm rồi, canh em niêm rồi. Đang tính phải cho nó ăn cái món gì? Bán nhiều món vậy là mình làm từ lúc mấy giờ? Chị Quyền làm trễ lắm, chị Quyền 6 giờ mấy chị Quyền mới ra đây. Là tại vì mình nấu nhiều bếp á, nó mới lẹ. 6:15 là vừa được ra, ra đây là bắt đầu là mình do một nồi đồ. Đúng rồi, mình vừa bán đồ ăn sáng á, mình vừa nấu rồi tới ông anh ra là bắt đầu là nhào vô cái là xong đó. Bây giờ bắt đầu là xong rồi là mình bán chút á, tới giờ mới tới đây ăn 12 giờ, chút xíu hết à. Rồi xong rồi bắt đầu mình còn cơm á, là tụi nó ăn trứng chiên, tụi nó hết đồ ăn rồi thì tụi nó ăn trứng chiên. Nói chung mình bán á, có khi có đứa tới từng chả, có đứa là một tháng chả của đứa nó giật luôn. Trời kệ nó đi, giật luôn, mất tiêu. Xe qua hỏi thăm, nó nghỉ rồi. Rồi xong, mất luôn. Một tháng trời, có khi mấy triệu bạc. Mấy tụi nó kêu bán gì đam mê không à. Nói chung là có người dày người khác mình mới duy trì được. Mỗi ngày ví dụ cá kho cái này là khác nè, cái này là có thường nè, này với này là thường. Sườn ram có khi lâu ngưng một ngày hai ngày mình đổi. Còn mấy cái món này là món này có thường, 1, 2, 3, 4, 5 là 5 món này là có thường. Còn những cái món này là đảo hết. Ví dụ bữa nay vừa việc kho cá hú thì ngày mai kho cá lóc hoặc cá ngừ kho thơm vậy đó. Ví dụ bữa nay chiên cá hường thì mai chiên cá ba sa, đó là vậy. Cho dễ ăn. Đúng rồi. Còn mấy món này là có. Cái này thì lâu cũng ngưng á, chiên kho thịt kho tiêu. Chứ mình làm hoài nó ngán. Nó ăn nó ngán. Canh của mình là như thế. Canh hả? Canh thì một ngày thì canh hủ qua, một ngày canh cá điêu hồng nấu ngót. Còn cái nồi canh này là cho. Còn nồi canh này là trái hủ qua bán. Nồi canh này là có bữa thì canh cải ngọt, canh súp rồi đó. Còn có khi nấu một nồi canh chua thì nấu là bự luôn cho ăn chung luôn.
Thì cá mình để riêng. Nhiều việc làm thấy cũng không có nào cực hết á, thấy cũng bình thường. Chỉ có cái này, món này là nó nổ nhất thôi. Ba đội chiên á là nó nổ dữ lắm. Chứ nhiều việc làm thấy cái nào cũng mình làm quen rồi. Nó văng nó nổ á, nổ dữ lắm. Đúng, đúng rồi, mỏng chiên nó mới giòn, chứ nó dày quá chiên nó mới giòn. Tụi nó thích nhất á. Tụi nó thích ăn ba đội chiên đó, nãy giờ con thấy không, tới ai cũng đòi ăn ba đội chiên. Có bữa không chiên thì hỏi. Có một cái món cá ăn cùng với xoài. Đúng rồi, bữa nay là cá sặc chiên mắm xoài. Thế ngày mai thì cá hấp hay là cá ba sa vậy đó. Em muốn chiên thôi, được rồi, em có thốn rồi. Dù Việt không có bản hiệu, cái sạp này dù Việt sang người ta sang 5-6 năm nay rồi. Rồi cái bản hiệu của người ta dù để luôn dù sang. Tại vì người ta cũng biết, mấy đứa lính nó biết dù Việt đó, là nói bà Tám Việt, ai cũng biết. Thử ra không cần luôn. Thí dụ bây giờ tụi nó tới đi, tụi nó tới là tụi nó nói là dì ơi bán cho con miếng khô này với miếng tép này mà 30.000 thôi. Thì dì vẫn bán, nhưng mà dì cắt một miếng này với một ít tép cho tụi nó ăn. Thí dụ tụi nói là con muốn ăn cá hường với mực thì cho con cá hường với miếng mực. Mình cho một cái muỗng rớt rớt vậy á để cho tụi nó ăn. Đúng rồi. Chứ mình phải bán hai món tính tiền hai món. Khách dẫn lai là dì tính hai món, nhưng mà lính là không tính được hai món. Tại vì tụi nó nhiều quá, tụi nó ngán. Ăn là giới hạn 30 thôi. Đó vậy. Rồi sườn với hột vịt đúng không? Đó người ta ăn vậy đó. Là mình cũng bán 30.000 thôi. Bớ tô lên vậy thôi. Chứ mình đúng rồi, đúng rồi. Tại vì biết sao không? Tụi nó là lính không mà tụi nó đi làm. Mà mình bắn mắt quá, tụi nó ăn nổi nhưng mà ăn lâu dài không được. Cơm của mình là dùng cái đồ xào mà. Có chứ, đồ xào canh được á. Nè, thao cải này là xào cho nè. Thao cải này là xào cho nè. Có hết chứ. Không có người ta ăn ngán chết. Ở đây là mình có vừa có tô, vừa có dĩa. Muốn ăn tô lấy tô, muốn ăn dĩa lấy dĩa. Có khi tụi nó tự động vô múc luôn. Chút nếu mà con ở lại tới trễ, chút chưa lấy vô, tụi nó tự lấy tự múc luôn. Là muốn ăn cơm gì đâu mình cứ lấy luôn. Ừ, thí dụ tụi nó ăn đủ cứ dịp vô lấy cơm. Tôi muốn ăn cái gì nó cứ kêu là mình cứ để thôi. 17 mà mỗi một thứ là 20 phần hoặc 15. Cái này là hai mấy phần á. Cái này là 15 phần nè. Hôm qua là 20 phần. Nói chung đa số là từ 15 đổ lên chứ 10 phần gì cũng không làm. Còn thấy có khách chọn lại tới mua ở xa lại có cái bà sư đó là bả mua, bả tới là bả mua không á. Bả không ăn, bả không ăn, bả cho tài xế ăn. Mà bả nói tài xế ăn nói là ngon. Thử ra cổ cứ đi chợ là tới mua. Đi chợ là vô mua. Mua với nó quen. Giống như người ta nói ăn giống như ở nhà vậy đó. Múc ở dưới nha, đừng múc ở trên nha. Ừ, khét ở dưới á. Thôi Lâm về Việt bo con á. Thôi Việt bo con á, mệt quá. Ủa không, con không về Việt tặng con á. Sáng gì tới chừng sáng tới trưa là hết. Đúng, đúng rồi. Ví dụ ai muốn ăn thì dặn rồi để đồ ăn qua bên chút, có 2-3 giờ nó ăn thì có cho nó ăn. Còn nếu mà nó không dặn chút xuống có món gì ăn món đó, không thôi là ăn trứng chiên. Nè. Nè nè, kìa. Mấy cái món có gì kìa. Món nào bán chạy nhất nó nhầm thi à. Nó nhầm bữa tụi nó ăn. Có bữa thì tép râm thịt nè tụi nó cũng thích vậy đó. Nói chung là nhầm thi à. Không có món thì tụi nó cũng xuống cũng phải chọn ăn thôi. Nhưng mà ba rọi là ngày nào cũng phải có. Ba khách đi chợ là không, dù đi chợ. Đi chợ lựa. Đi lại chợ lựa chứ không có dặn ai hết. Sáng là lên chợ rồi tôi muốn mua món cái gì gì đó. Rồi bắt đầu ta làm cho mình. Chứ không có dặn người ta đưa đổ đúng không? Ừ. Đúng rồi, kỹ. Ừ, chị mua gì đi chợ là mua đồ là người ta mua là phải làm sạch nha, sạch mới mua nha. Dơ là chín ngày mai là kêu không có mua. Thế là mình cũng quen ở đây mình không có người làm. Nó thấy là gì nó cũng nhâm nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại là xài bếp khè không à. Bởi vì hao ga lắm, ga nằm lên sắp lớp rồi bữa nay đổi hai bình ga đó. Ga nó nằm sắp lớp vậy đó. Phải làm cho nó lẹ, đúng rồi. Nó mấy con lợi chút xíu là dù đã lên đồ. Phải tranh thủ. Ví dụ hủ tiếu còn 1-2 tô là dẹp xuống, không bán. Rồi bắt đầu mình lên tới cơm.
chứ mình bán nữa nó kéo dài, nó chiếm bếp, mình đâu có đủ bếp đâu. Người ta ăn nhiều, khách dẫn ai ăn thì cũng tính thêm cơm, cứ ăn thoải mái, ăn rồi đừng có bỏ uổng, cứ ăn hết là được rồi. Rồi 25.000 đó, anh đó là mua về ăn. Mà khách thì là quen. Quen không hả? Thấy quen mà. Quen mỗi ngày á. Khách dẫn ai tới thì mình cứ bán. Dẫn bán bình thường, dẫn 35.000, ăn cơm thêm dẫn cho luôn. Đúng rồi, Tám Nguyệt á, sập số 1 nè. Cái gì? Miếng đồ xào.